Thưa quý vị, trong suốt những đợt COVID-19, bên cạnh lực lượng ban điều hành khu dân cư, tổ dân phố hỗ trợ cho người dân thành phố, thì còn phải kể thêm ban điều hành tổ công nhân tự quản. Lực lượng này đã nhiệt tình, tận tâm, không quản ngại vất vả để hỗ trợ cho công nhân ngoại tỉnh thuê trọ. Những công nhân ngoại tỉnh là một trong những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19. Có nhiều công nhân mắc COVID-19, nhiều người phải nghỉ việc trong thời gian dài, không có thu nhập, hầu hết đều ở trọ nên phải chi tiêu tiết kiệm để trả tiền trọ. Mưu sinh ở nơi đất khách, quê người, nên những người tổ trưởng, tổ công nhân tự quản như là người thân đối với họ. Mọi thông tin chính sách, chủ trương của thành phố đều được những người tổ trưởng này thông tin kịp thời. Có người tổ trưởng vận động nhiều nhà trọ giảm tiền thuê, thậm chí bản thân là chủ khu nhà trọ, làm gương giảm tiền thuê trọ cho công nhân, đồng thời trích tiền của bản thân liên tục hỗ trợ thực phẩm cho công nhân thuê trọ. Vậy em cũng là mẹ đứng thành một mình nuôi bé, thành ra cuộc sống cũng khó khăn hơn trước rất là nhiều. Mà thêm ở nhưng mà được cả em ở bên là được trò của chú Dũng thì chú hỗ trợ mẹ con em rất là nhiều ạ. Hàng tháng thì chú sẽ hỗ trợ tiền phòng, rồi lâu lâu chú cũng cho gạo, cho mắm muối đồ ăn. Em rất là vui ạ. Trong cái tình hình dịch bệnh này thì ở đâu cũng khó khăn hết. Tôi xuất phát từ đó mà tôi kêu gọi. Sau cái lời kêu gọi tôi thì toàn dân họ hưởng ứng. Nói chung là tôi chỉ đưa ra những cái trường hợp là 30-50%, còn tất cả đều giảm. Ngoài ra khi có các cá nhân hay hội đoàn thể muốn hỗ trợ cho công nhân khu nhà trọ hay con em công nhân, thì những người tổ trưởng này cũng chạy đôn chạy đáo thông tin đến cho công nhân, lập danh sách nhận quà, đảm bảo ai cũng được nhận sự hỗ trợ. Ở cấp trên mà phát xuống thì đều chia hết cho nhà trọ, còn những hộ mà còn thiếu thức ăn thêm thì người ta sẽ gửi thì tổ trưởng đi mua rồi về phát trực tiếp cho họ. Theo Liên đoàn Lao động thành phố, Đà Nẵng hiện có 52 tổ công nhân tự quản với hơn 8.300 công nhân lao động cư trú trong hơn 4.400 phòng trọ. Thời gian qua, nhờ có sự tận tâm của ban điều hành tổ công nhân tự quản mà các công nhân ngoại tỉnh cảm thấy được trân trọng, không chạnh lòng khi phải xa nhà, giúp họ cảm nhận được tình người hiện hữu trên mảnh đất Đà Thành.